Em xin chào các bác. Hôm nay cửa hàng giới thiệu đến anh em một mẫu âm ly giải mã rất to khủng đây. Sản phẩm này là của hãng Onkyo và tên mã là 595. Giá đẹp 3 triệu đồng. Một con âm ly hàng bãi đẹp xuất sắc và là một mẫu âm ly giải mã. Anh em nghe nhạc trực tiếp, tín hiệu đường quang từ các thiết bị phát âm thanh số như TV thông minh hoặc đầu giải mã, đầu kỹ thuật số lấy tín hiệu vào mẫu âm ly này để anh em có thể nghe giải mã trực tiếp. Âm ly thiết kế đánh AB cộng B. Đó. Anh em nhìn thấy chữ AB AB đây đúng không? Đây nó có nút bấm đây. Đó. Cửa hàng đang đấu liền hai đôi loa. Khá to và dày. Nó thuộc dạng to dày anh em nhé. Giá là 3 triệu. Các bác hãy nhìn kỹ mặt tiền từ bên phải sang bên trái đi. Nếu có xước sát thì nó cũng chỉ là xước sát rất nhỏ. Nó còn đẹp keng, mặt tiền, mặt phay nhôm màu vàng chanh nhạt. Đó. Rất rõ và chi tiết luôn cho anh em. Khi nghe nhạc, anh em để chế độ Sitte, đó là chế độ chuyên về nghe nhạc. Đây. Hiện chữ Sitte. Những mẫu âm ly giải mã âm ly số đời cao nó có nhiều tính năng. Có nghĩa ngoài việc các bác nghe hai đôi loa chính A, B hoặc A cộng B, các bác có thể ghép thêm vài cái loa phụ để tạo thành âm thanh vòm, âm thanh 3D. Xem phim hoặc xem đĩa hình. Nó chính là loa center, loa trung tâm, loa surround, loa súp điện. Đó. Đây, loa chính A này, loa chính B, loa center, loa surround và loa súp điện ở bên này. Đó, subwoofer. Subwoofer ở đây. Hai đường tín hiệu giải mã vào đó là đường quang số 1, quang số 2, ngoài ra còn có hai đường đồng trục 1 và 2. Lẫy bắt sóng radio. Đường vào analog rất nhiều, anh em có thể cắm vào bất kể đường nào, cứ in là cắm, ngoại trừ đường phono chỉ dành cho đĩa than anh em nhé. Đây là thông tin của sản phẩm 595 lắp ráp tại Malai, 210W 100V. Nó rất khỏe luôn. 710 số series. Và mẫu âm ly này anh em hoàn toàn có thể ghép vang để hát karaoke nhẹ nhàng với em nó vào những đôi loa chính hãng của Nhật hoặc của Mỹ, hoặc là loa nghe nhạc bát 30 anh em nhé. Chút nữa cuối video sẽ mời anh em xem nội thất, còn bây giờ mời các bác cùng trải nghiệm âm thanh. Nó đáp ứng được tiêu chí là nghe đa thể loại nhạc và rẻ tiền lại nhiều tính năng với mẫu âm ly này. Địa chỉ cửa hàng thì rõ trên tấm biển màu đỏ kia, nếu các bác ở gần có thể qua trực tiếp xem tận nơi. Còn ở xa đặt cọc cửa hàng sẽ gói gửi qua Viettel hoặc nhà xe khách cho các bác đến tận nơi luôn. Sầu giấc buồn nhói cả tim, giờ xa xôi biết đâu tìm luôn. Một người đi một người nhớ dệt lướt bờ. Với những mẫu âm ly này, anh em hoàn toàn có thể ghép được rất nhiều âm ly của Nhật, loa của Nhật và cả loa Mỹ dòng loa Bow hoặc JBL. Đó là đặc trưng của hãng Onkyo. Và với tầm giá này, anh em yên tâm về chất lượng, về độ hay trong tầm giá luôn, hay vượt tầm giá luôn. Âm ly này cửa đang ghép với loa bát 30. Anh em đấu hoàn toàn loa bát 30 35 nghe nhạc nhẹ nhàng nhé. Tôi sẽ chuyển sang tín hiệu đường quang tiếp này. Có nút chọn này. Ở đây là đang chạy. Xem là đường quang đang cắm vào đường số 1 này. Analog đang cắm vào CD. Thì mình cắm vào đường nào mình sẽ chọn đường đó. Đường quang số 2. Tôi sẽ bấm OTP2, nó có nút chọn nhanh ở đây các bác này. Để DVD xem. Video 2 này. Video 1. Mình bấm ở đây xong mình sẽ chuyển nào. Video 3 này.
Đấy. Đừng qua số 2 nữa ở cái nút video 3 này anh em nhé. Anh em chỉ cần bấm vào video 3, nó có lựa chọn OTV2 là biết nó OTV2. Khi chạy giải mã nó hiện chữ PCM. Nghe giải mã thì âm thanh nó sẽ trong trẻo và nó sẽ nâng cấp chất lượng âm thanh như các bác nghe ở TV. Nhìn xa đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ ra xinh xinh một người. Được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quên. Em mới cho mình biết tên. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biển thì gót liễu mong manh làm sao bước sống hành. Anh chỉ e ngày gió lay nổi tầm. Bao zin, bao xịn, bao hay, bao rẻ cho anh em mở đi này nhá. Nó đẹp keng luôn. Bây giờ sẽ mời anh em xem nội thất.